update của Chulo. Vì sao một chiếc console mà rẻ hơn PS5 nó lại còn mạnh hơn PS5 mà nó còn bé hơn PS5, mà tại sao các bạn lại ít biết về nó nhỉ? Đây là chiếc Xbox Series X và giá hiện tại của nó là 22 triệu đồng, tức là vẫn là giá khá là cao so với mức giá là 499 đô mà từ bên phía Microsoft bỏ ra. Và thực ra ở Việt Nam thì có vẻ các bạn biết nhiều hơn về những con là con kiểu như là PlayStation hơn là về con Xbox này. Và bây giờ thì Microsoft trong cái động thái mới và Sony ra con PS5 thì Microsoft họ cũng ra mắt con Xbox Series X mới này. Thế có hai cái là Series S và Series X cơ. Và đây phiên bản mình có trên tay là con Series X nó mạnh hơn con S. Và đây là con Xbox này. Chúng ta có cái giấy hướng dẫn. Chúng ta lại thêm một cái giấy hướng dẫn. Và đây là phiên bản của Nhật nên là giấy hướng dẫn nó toàn tiếng Nhật mà thôi. Phụ kiện. Đây là cáp HDMI. Một cái dầu dây nguồn. Và một cái tay cầm và hai cục pin. Vâng, hai cục pin chứ không có không cho pin sạc. À, hết. Nay mình sẽ thử xem là một chiếc console ra đời cùng mắt có đáng mua hơn là chiếc PS5 không. Khi mà chiếc PS5 hôm nọ mình khui hộp thì cái vấn đề không phải vấn đề về game mà vấn đề về kích thước và vấn đề về cái lớp bên ngoài nhìn nó sẽ không kiểu như là eo. Bạn nào mà sợ lỗ thì chắc sợ con này lắm này. Toàn lỗ và lỗ. Rất là bé. Thực sự ấy, nếu mà các bạn xem cái clip PS5 mình khui hộp thì con Xbox Series X này nó bé chắc là 1/5. Các bạn nhìn thấy nó bé không? Mình không biết lấy cái gì để có thể... Đây, một điện thoại. Nó cao gấp đôi con iPhone. Tức là nó chỉ có cao khoảng tầm 30 phân mà thôi. Nó rất là bé và thực ra để con này trên bàn ấy, mình cảm giác nó cứng cáp hơn con PS5 rất nhiều. Điểm duy nhất mà khiến Xbox từ trước đến giờ thua thiệt hơn nhiều so với PlayStation đó là cái hệ thống game. Khi mà game như các bạn ra hàng chơi các bạn đá PES ấy, chứ các bạn chả bao giờ các bạn rất ít các bạn đá FIFA. Các bạn đá PES là chính mà thôi. Và vì thế là Xbox cũng rất ít bán được. Bởi vì Xbox trước Xbox One ấy, nó gần như là một cỗ máy giải trí trong nhà hơn là một chiếc console thực thụ. Và đây là tay cầm. Tay cầm mới thì mình thấy nó cũng gần giống như là trên đời trước thôi, cũng không có gì gọi là quá mới mẻ cả. Đây là pin. Đây là pin thì nếu như các bạn nhớ ấy, thì pin ở trên Xbox này, các tay cầm Xbox thì các bạn sẽ có hai lựa chọn. Một là các bạn dùng cái pin Duracell như là đi kèm trong tay này thì các bạn dùng mấy ngày các bạn phải mua cục pin mới. Hoặc là các bạn mua cái bộ pin sạc ấy cho Xbox, nó rơi khoảng tầm 270-280 một cái bộ hai cục pin. Mình ở nhà vẫn đang dùng cái đấy thì nó sẽ các bạn chơi một cục này các bạn sạc một cục kia. Và anh ấy còn không cho mình hướng dẫn để đâu là âm đâu là dựa. Đây dương đây rồi. Rồi và xét về cái phần cứng của Xbox One Series X này thì sao nó mạnh hơn. Thứ nhất, các bạn có một con CPU cũng là Gen 2, cũng là 8 nhân, nhưng mà xung là 3.8 so với 3.5 ở trên PS5 đầu tiên này. Cái thứ hai là các bạn sẽ có một con card có sức mạnh là 12 teraflop, tức là mạnh hơn 20% so với con 10 teraflop ở trên PS5. Và cả Xbox Series X và cả PS5 đều dùng chung kiến trúc CPU là của AMD và card cũng là của AMD luôn. Nói chung là AMD hôm nay bán cho console rất là sướng. Và RAM đều là 16GB và ổ cứng lưu trữ đều là 1TB. Và phiên bản này là phiên bản dùng đĩa. Các bạn mua console ấy, thực sự mình khuyên các bạn nên mua đĩa, các bạn không nên mua digital. Tại vì khi các bạn mua digital ấy, thì các bạn sẽ rất khó trong việc mua game, trao đổi game về sau. Và game các bạn, nói chung là chơi console mà trao đổi game thì nó không trao đổi game, nó hơi sai. Và đây mình sẽ cắm thử cái này vào xong. Và về ổ cứng ấy, thì trên con Xbox Series X này các bạn sẽ có là ổ cứng 1T, tức là cũng giống như trên PS5, bằng 1P5, 1T. Nhưng mà cái điểm hơi đáng buồn đó chính là về việc nâng cấp ổ cứng. Nếu như PS5 thì các bạn có thể là dùng con ổ Western SR850, các bạn gắn vào thoải mái không gặp vấn đề gì cả. Thì Xbox các bạn buộc phải mua cái ổ Seagate dành riêng cho Xbox. Và giá của nó hiện tại đang chưa bán ở Việt Nam. Và giá của nó hiện tại là khoảng tầm ở bên nước ngoài là 5 triệu thì phải cho con 1T. Và dung lượng 1T là bản 1T là thấp nhất, không có bản không có các bản 500GB đâu. Và chơi trên các console thế hệ mới next gen này thì mình đảm bảo là 1T không bao giờ đủ. Tại vì nhìn game bây giờ toàn 100GB một game thôi.
chưa kể hệ điều hành các thứ nữa, các bạn chơi nhiều game mà không đủ là phải ngồi xóa và rất là mất thời gian. À quên, mình chưa nói về cái hộp kết nối. Chúng ta có một cái, đây là nút bật thì phải, đây chắc là nút nhả đĩa. Và đây là một cổng USB mặt trước. Đằng sau chúng ta sẽ có, đây là cổng dây cắp nguồn này. À, đây cổng cắm nguồn đây, cắm đây. Một cổng HDMI, một cổng LAN, hai cổng USB, một cái khóa Kensington và cái khóa ở bàn để đỡ bị đi chơi trộm vào nhà nhất. Và dưới cùng đó là một khe ổ cắm mở rộng. Thì đây chính là khe mà các bạn có thể cắm những cái ổ cứng của Seagate dành riêng cho Xbox để gọi là mở rộng cái dung lượng bộ nhớ của nó ra. Còn nếu mà các bạn cắm những cái ổ mà ổ cứng gắn ngoài như mấy con Samsung T7 chẳng hạn hoặc là T5 thì các bạn vẫn có thể dùng được với con Xbox Series X này, nhưng các bạn chỉ chơi được game cũ thôi, các bạn không chơi được game mới. Và nói chung là Microsoft đã không cho phép chúng ta cắm các ổ ngoài không phải của bên họ cấp chứng chỉ. Và đã phải cắm nó đã. Đây mình vẫn dùng là con màn 2K của Gigabyte, mình vẫn chưa có 4K. Và mặc định thì Xbox cũng hỗ trợ cả 4K và 8K giống như trên PS5. Và nói chung là PS5 có cái gì Xbox có cái đấy, mà chỉ có những cái mà Xbox không có đó chính là game exclusive đặc quyền của PS5. Và PS5 cũng không có các game đặc quyền của Xbox. Và Xbox có game gì đặc quyền thì Xbox thì mình sẽ kể ra. Hello à, khi gạt để vào, nếu như các bạn qua các bạn nhớ ấy, thì con PS5 nó cao từng này, nó rộng từng này. Và con Xbox thì nó bé tí. Sáng rồi, rất là hay ho. Và không biết màn hình bật lên chưa. Đây màn hình bật lên rồi, đã có tín hiệu. Thật sự là nhìn ý, thì nhìn cái Xbox ở bên cạnh con TV hoặc là máy tính nhìn nó đẹp hơn rất nhiều so với cả con PS5. PS5 thì hơi bị thô. Nhưng mà cái lý do chính các bạn mua một chiếc console chứ không phải là vì nó đẹp hoặc xấu. Thật sự là về các game, các trải nghiệm của nó. Và về game thì hiện tại Xbox vẫn đang thua PS5 rất nhiều, đặc biệt là tại thị trường Việt Nam. Tại vì một cái hệ thống trao đổi đĩa thì chúng ta phải setup với app à. À, các bạn này ấn rất thích cái tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cái này mới, nút mới. Chúng ta không có tiếng Việt trên như trên PS5 nha, chúng ta chỉ có tiếng Anh thôi. Rồi bây giờ bạn ấy hỏi mình ở đâu, mình chơi mình ở đâu nữa. Không có Việt Nam. Nói chung ở đây là phiên bản là chúng ta buộc phải update và chúng ta không thể nào mà tắt ra được. Và bây giờ mình đợi ở đây 800MB setup mobile app này thì sao. Nhưng mà mình nói lại một chút về cái vấn đề về thể hệ console tại Việt Nam ấy. Các bạn mua một cái game ấy thì các bạn không phải là các bạn mua một console, bạn mua về các bạn chơi bình thường, mà các bạn còn một cái hệ thống gọi là trao đổi game giữa các người chơi với nhau. Và cái đấy ở Việt Nam hiện tại là Xbox vẫn rất là khó kiếm, nên là các bạn mua Xbox ấy thì các bạn nên mua một, nói chung là mua digital. Mua digital có lẽ là cái hệ thống game sẽ nhiều hơn là việc các bạn mua đĩa. Mua đĩa ở trên PS5 ấy thì các bạn sẽ có những hệ, gọi là khoảng 5 sau, 2 năm sau thì cái môi trường, cái hệ thống chợ trao đổi game nó rất là sôi động và các bạn có thể mua các game cũ các bạn chơi thoải mái. Còn trên Xbox thì mình nghĩ là không biết đến bây giờ như nào, nhưng mà đến vào cái hiện tại thì Xbox đang bị khá là thua thiệt về cái việc trading game giữa người chơi với nhau. Mặc dù con Xbox Series X này nó rất là đẹp, nó đẹp hơn PS5, mình thấy đẹp hơn nhiều ấy. Nhìn bên ngoài mọi người thì bảo trước đây thì mình không nghĩ đẹp đến mức này đâu, nhưng mà bây giờ nhìn vào tomorrow, the next day, update controller. À, hiện tại nhá, đầu tiên các bạn mỗi Xbox ấy thì các bạn có thể dùng cái game pass của nó như kiểu PlayStation Plus ấy, và nó nhiều game. Bây giờ đầu tiên là 3 tháng là $1. Phải là không lưu thẻ thằng này đúng không? 3 tháng $1 này, Azure Plan này, các bạn sẽ có là các bạn đầu tiên là các bạn sẽ có cái $1 này là mức tối đa các bạn có thể làm dùng trên Game Pass, dùng trên máy tính và dùng trên Xbox luôn một thể. Thứ hai, các bạn dùng Game Pass cho console thôi, các bạn chỉ dùng cho con Xbox của thôi, là khác chỉ có Xbox của thôi, là $10 một tháng. Và Live Gold thì các bạn sẽ là gọi là cho chơi online multiplayer rồi. Và mình không mua cái gì cả, tại vì đấy thì, và đây nhá, một điều rất là hay. Đối với PS5, các bạn không thể nào mà các bạn cắm chuột phím được, tại vì đấy là
hơi mất cân bằng và hơi mấy nhà này đấy. Còn Xbox á, gọi là kiểu không quan tâm thì mình có thể cho được không nhỉ? Không được, không chuột được à? Mình thì dùng phím được trên này. Đây, mình dùng rất nhiều các thứ phím ở trên này, các bạn có thể gõ các thứ anh không bàn phím cho dễ. Và mình không biết là bây giờ có chơi được cái gì không này không. Công chúng ta còn không có game gì cơ. Và cái UI của nó nhá, mình nhận xét về cái hệ thống UI của Xbox thì nhìn nó khá là giống Windows Mobile ngày trước. Nhưng mà nhìn nó sẽ kiểu đẹp hơn. Các bạn sẽ có community cộng đồng này. Điểm trừ nhất là nó không có cái tiếng Việt cho các bạn chơi thôi. Tiếng Việt thì cái này các bạn làm biết tiếng Anh thì các bạn thì chơi được, nhưng mà không biết tiếng Anh, các bạn tiếng Anh không tốt lắm ấy, thì các bạn chơi cái này sẽ khá là khó. Và nhưng mà điểm của Xbox ấy, thì các bạn gần như là game gì các bạn chơi ở trên PC được thì Xbox các bạn cũng chơi được. Và gần như đây là một hệ thống máy giải trí nó đa năng hơn là PS5, nhưng mà game thì game exclusive trên Xbox ấy thì thực sự mình chưa thấy game gì gọi là đỉnh điểm hay cả. Trên console, trên PlayStation ấy thì rất là nhiều. Và thực sự là đối với mình ấy thì nếu mà ở Việt Nam hai con máy gần như có mức giá bằng nhau, tại sao PS5 lại đắt hơn? Thì giá sách tay đó chính là vấn đề đầu tiên, là vấn đề về gọi là độ 2, tức là các bạn thích một con máy, tức là các bạn ưu tiên mua con máy các bạn để con Xbox bên cạnh một con PlayStation. Các bạn 99% các bạn chọn PlayStation tại vì cái hệ thống game của nó là thân quen, thân thuộc rất là nhiều rồi. Và Xbox thì trước ở thế hệ Xbox One ấy thì gần như là không ai Việt Nam mua cả. Nhưng mà khi sang Xbox Series X này thì nó sử dụng một cái phần cứng mạnh hơn trên PlayStation 5. Nó rẻ hơn PlayStation 5 và hệ thống game của nó thì nó rất là đa dạng. Và nói chung là game thì các bạn có trên PC các bạn chơi trên cái Xbox này được. Và nhưng mà để mà nói thì mình vẫn nghĩ là vẫn cần một thời gian để cho gọi là các bạn có thể trải nghiệm sâu hơn và đưa ra những cái gọi là phản hồi đúng hơn. Và liệu con Xbox One Series X này có thành công ở Việt Nam được không ấy thì mình chưa thể nói được. Nhưng mà giá của nó hiện tại là 22 triệu, tức là rẻ hơn con PS5 6 triệu đồng cơ. Và những con này thì nó nhỏ hơn, nó giống cục phát wifi hơn, thì ông chồng nào mà mua về thì có lẽ dễ hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái video sau. Và các bạn đừng quên like, share, subscribe kênh để nhận những cái video mới về không chỉ console mà về những cái linh kiện mới trên máy tính nữa. Bye bye.